Suy niệm lời Chúa thứ hai tuần 4 mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Người cha nhận ra là vào đúng giờ đó, Đức Giêsu đã nói với mình: "Con ông sống." Nên ông và cả nhà đều tin. Suy niệm. Viên sĩ quan chưa hẳn đã tin Đức Giêsu là Đấng Mêsia khi ông xin Chúa đến chữa bệnh cho con mình. Có lẽ ông chỉ nghĩ Ngài là một lương y có tài chữa bách bệnh thôi. Chúa Giêsu không che giấu một thoáng trách móc khi ông nói rằng ông phải thấy dấu lạ điềm thiêng thì mới tin Ngài. Thế nhưng, lời trách móc nhẹ nhàng đó, ông đã hoán cải. Nghe Chúa nói, ông cứ về đi, con ông sống đó. Ông đã tin và trở về dù chưa thấy điềm thiêng dấu lạ. Niềm tin của ông vừa nảy nở nhờ nghe lời Chúa, giờ đây được lớn lên, định hình rõ nét và truyền lan cho mọi người trong nhà. Khi ông kiểm nghiệm lại sự việc và nhận ra dấu lạ đã xảy ra với ông vào giờ mà Chúa đã nói với mình. Mọi biến cố trong đời đều là những dấu lạ, đánh dấu giờ Chúa đến viếng thăm, giờ Chúa nói với bạn. Có khi nào bạn ngồi lại cuộc sống của mình để nhận ra điều đó hay chưa? Khi bạn nhận ra giờ Chúa đến viếng thăm, khi bạn cảm nghiệm được Chúa đụng chạm đến cuộc đời bạn, lúc đó đức tin của bạn không còn là lý thuyết suông nữa, mà một đức tin được chứng thực bằng một kinh nghiệm sống. Một niềm tin như thế có sức tỏa lan rất mạnh. Bạn nhớ chia sẻ niềm tin ấy cho những người sống xung quanh bạn nhé. Sống lời Chúa hôm nay, bạn hãy dành khoảng một giờ để thinh lặng, nhìn lại cuộc sống và cảm nghiệm được giờ Chúa đến viếng thăm mình. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con diễm phúc được Chúa đến với con. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho con. Amen.